Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền có cái mâm 20 cuốn gỏi cuốn thịt heo nha cả nhà, và ly trà dâu. Và hôm nay gỏi cuốn mình sẽ ăn, mình chấm với mắm nêm nha cả nhà. Thì hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức 20 cuốn gỏi cuốn với Huyền nha, siêu to khổng lồ luôn. Thì bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền 20 cuốn gỏi cuốn hôm nay với Huyền nha. Để Huyền lấy ra cho con trai Huyền một mớ nha cả nhà. Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức cho Huyền nha. Cái cuốn này nó muốn bể rồi. Huyền mời cả nhà nha. Thì bây giờ mình sẽ chấm với mắm nêm. Oh, tuyệt vời ông mặt trời. Ngon quá trời. Ngon quá. Huyền nói bụng nữa nha. Ăn đồ nóng nói bụng. Ngon quá cả nhà ơi. Ăn cho đã thèm. Bữa nay có con gái Huyền nha cả nhà, mà con gái Huyền nó không có chịu vô nha cả nhà, cho nên là cho con gái Huyền nó ở ngoài. Thì bữa nay Huyền có hai loại nước chấm nha cả nhà, một bên là chấm nước tương, một bên là chấm tương hột, một bên là chấm mắm nêm nha cả nhà. Thì bây giờ cuốn thứ hai này mình chấm tương hột thử nha cả nhà, ngon không nha. Thì cái chấm cái nước chấm thứ hai á bằng tương hộp á cả nhà, không ngon bằng mắm nêm cả nhà ơi. Gỏi cuốn chấm mắm nêm mà đúng sắc hơn cả nhà ơi, ngon. Tương hộp không bằng. Đỡ quá. Chấm tương hộp không ngon bằng mắm nêm. Ly trà dâu nè cả nhà. Thì Huyền ăn cái cuốn này là cuốn thứ hai nha cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn miếng trà dâu với Huyền nha. Ơi trà dâu nó ngon. Huyền ăn sầu riêng thì nói bụng tụt lúm cho cả nhà. Đây nữa nè, đây nữa nè, chân chát nè. Tới bữa nay chưa hết nữa. Công nhận ăn ngon mà nóng thiệt. Huyền mời cả nhà nha. Tiếp cuốn này là cuốn thứ ba nha cả nhà. Thì cái nước chấm cái tương hột nó không ngon bằng cái nước chấm mắm nêm nha cả nhà. Thì mình ăn gỏi cuốn mình chấm mắm nêm nó sẽ ngon hơn cả nhà. Ăn bữa nay đã cũng thèm luôn cả nhà, hôm nay thèm gỏi cuốn đâu rồi. Làm về chủ đề ăn á, chắc thèm đủ thứ hết trơn cả nhà. Cái gì cũng muốn ăn hết trơn á. Làm về chủ đề ăn á, dễ chắc thèm lắm cả nhà. Đó. Giờ Huyền mời cả nhà cuốn thứ tư nha cả nhà. Huyền ăn cuốn này là cuốn thứ tư rồi nha. Hai mươi cuốn. Huyền lấy ra cho con trai Huyền hết 6 cuốn nè cả nhà.
cá cuốn chả Huyền ăn chưa hết nữa, còn rồi còn mấy phút nữa. Vô vô quay chung, không có đứa nào chịu quay. Con ăn được gần không không? Ngon số 1. Con giới Huyền á, nó không có chịu vô mà nó biết Huyền quay có một mình trong này á, ở ngoài nó không dám nói chuyện, nó sợ điếc. Hỏi con ăn được gà ngon không dám trả lời, gật đầu không rồi đưa ngón tay số 1 lên. Nói chứ ăn gì nổi hết, ăn được cuốn nhỏ mới cuốn thứ 4 không muốn no à. Bây giờ Huyền mời cả nhà cuốn thứ 5 nha cả nhà. Cuốn này cuốn thứ 5 nha. Huyền dẹp cái chén nước tương thôi, chén chấm tương rồi cả nhà. Cái chén chấm tương cũng ngon. Ăn không? Gỏi cuốn là chấm mắm nêm là xuất sắc nhất nha cả nhà, ngon nhất luôn. Nó ngon, quên lối về luôn. Bữa nay ăn cho đã cơn thèm, quên lối về luôn cả nhà. Hay là mua đem về nhà ăn, cái này Huyền mua chứ Huyền không có làm nha cả nhà. Quên nữa, nãy giờ quên nói cho cả nhà nghe. Hên là Huyền mua đem về ăn, chắc còn ăn tại chỗ chắc quên lối về thiệt luôn đó cả nhà. Mua đem về nhà ăn, có quên đó về có không sao cả nhà. Tại vì ở nhà rồi không còn đi đâu nữa cho nên là không sợ quên đó về. Quá ngon, xuất sắc. Cuốn này cuốn thứ 6 rồi cả nhà, Huyền ăn cuốn này cuốn thứ 6 nha. Chết mờ bị bể rồi, dính lum ra nè, bị bể. Huyền mời cả nhà cuốn này cuốn thứ 6 nha cả nhà. Cuốn là bị bể lắm nha. Con trai Huyền ăn hết 6 cuốn no luôn cả nhà, nghỉ à, cho thêm nghỉ à. Không ăn, no quá rồi, quất thêm đi trà sữa nữa, no quá à. Con gái Huyền nó ăn cái đùi gà KFC nè cả nhà. Uống à, trà dâu, con gái Huyền nó uống trà dâu với ăn cái đùi gà đó đó cả nhà. Nãy giờ ăn được nhiêu đó đó. Bây giờ mời cả nhà uống trà dâu với Huyền nha. Trời ơi, nó lạnh mà nó muốn rụng cái răng luôn, trời nó muốn ê luôn trời. Nó lạnh. Nó lạnh rồi nó ê cái răng luôn cả nhà, mà nó chua. Nó chua nữa, nhưng mà nó rất là ngon cả nhà ơi. Mùi vị thơm dâu. Chua chua. Ngọt. Lạnh nữa, quá lạnh luôn, lạnh ê hàm răng luôn. Cái trà dâu này nó rất là ngon luôn cả nhà, mà Huyền ăn được 6 cuốn. 6 cuốn gọi cuốn này nha cả nhà. Nói chứ sao mà ăn hết nổi 20 cuốn này. Thì 20 cuốn này á, Huyền nãy lấy ra hết 6 cuốn cho con trai Huyền rồi, thì cũng chỉ còn có 14 cuốn thôi, mà Huyền ăn được 6 cuốn nha cả nhà. Thì bây giờ như Huyền xin kết thúc video cả nhà ơi. Ăn không nổi đâu, ngán quá à. Vừa ăn mà vừa uống này nó no quá trời no luôn.
Bây giờ Như Huyền xin kết thúc video. Cả nhà thấy mâm gỏi cuốn này có ngon và cả nhà có yêu quý kênh Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà hãy đăng ký và like chia sẻ giúp Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Thì Như Huyền xin kết thúc video. Như Huyền bye bye. Bye bye. Con gái Huyền nó không vô mà ở ngoài nó cũng bye bye.